Thân ái kính chào quý thân tín hữu. Một lần nữa, chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu chuyện với quý vị hôm nay. Chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học có những chữ biết và đề tài của chúng ta hôm nay là biết mình không hổ thẹn. Hổ thẹn là xấu hổ, là mắc cỡ đó, shame. Sợ hổ thẹn, xấu hổ là sợ bị coi thường, bị chế giễu. Trong cả đời lãnh đạo, có nhiều người không hổ thẹn cũng chẳng xấu hổ về những thành tích gian lận, gian ác mà lại hổ thẹn về việc phải nói một lời chứng về đức tin của mình. Trong lời mở đầu của bức thơ gửi cho các thân tín hữu tại La Mã, sứ đồ Phaolô đã vui vẻ để ca ngợi Chúa về đức tin của những người không hổ thẹn về tin lành. Nhưng sứ đồ Phaolô cũng biết rằng hằng ngày họ cũng phải đối diện với những cám dỗ giữa một kinh đô phù hoa, lẫn những công kích chế nhạo trong một xã hội thờ lại thần tượng và tìm kiếm tri thức. Trong lúc xã hội tự hào về sự khôn ngoan, đưa ra những triết thuyết để tự giải cứu mình, thì tin lành rao giảng về sự cứu rỗi, về sự chết của Chúa Christ Jesus trở nên một điều làm cho họ phải hổ thẹn. Thành phố La Mã đầy dẫy những người quyền quý cao sang, thì sứ đồ Phaolô và các tín hữu tại hội thánh của Chúa chỉ chăm lo rao giảng về Chúa Christ Jesus đã bị đóng đinh trên thập tự giá là điều người Giuđa cho là gương xấu, dân gọi cho là rồ dại, đáng hổ thẹn. Trong khi xã hội thời bấy giờ đề cao học thức, của cải, vật chất và địa vị xã hội, thì cơ đốc nhân là những người thấp kém trong xã hội. Điều này đồng nghĩa với việc cho rằng con người là tội lỗi, hư mất, vô vọng, không thể làm gì để cứu mình và sự khôn ngoan, nỗ lực của con người là vô ích. Trong khi người La Mã tôn vinh sức mạnh và chiến thắng thì tin lành xuất phát từ Jerusalem, một thành phố nhỏ bé tủi nhục bị chính quyền của người La Mã đô hộ. Ồ, như trong hoàn cảnh đó dễ lắm cho những người đã từng bất chấp sự sống của mình để nhận lấy tin lành của Chúa Giê-xu, nay là trở nên hổ thẹn vì chính cái tin lành ấy. Hàng ngàn năm sau, trong thời đại chúng ta đang sống, sự hổ thẹn vì tin lành có thể được thấy qua sự im lặng, không biết bênh vực cũng không biết bày tỏ chân lý. Có nhiều người đã chọn cái giải pháp im lặng khi nghe người khác nói sai về tin lành. Im lặng không phải là vì không đúng thời điểm để nói, nhưng im lặng là vì sợ hay hổ thẹn để đính chính nói ra sự thật của tin lành. Phải chăng chúng ta dễ dàng nói tin lành cho một người nghèo khổ, vô gia cư hay một người đang bị bệnh nặng hoặc trong cảnh ly tán, nhưng lại trở nên rụt rè, sợ sệt, hổ thẹn để phải nói tin lành trước một tỷ phú hay một tiến sĩ khoa học hay một người thành công trong xã hội? Bên cạnh đó, sự hổ thẹn về tin lành bày tỏ qua việc thỏa hiệp với thế gian. Khi trình bày tin lành, compromise, giảng tin lành thế nào để không bị chống đối, để người chưa tin Chúa dễ nghe, không làm tổn thương họ, không làm họ phải buồn lòng. Nhiều người tránh đề cập đến tội lỗi vì sợ làm tổn thương người nghe, nhưng họ quên rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đổ máu đổ huyết là vì tội lỗi của những con người như thế. Tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu giải quyết vấn đề cốt lõi của nhân loại, đó là tội lỗi. Đây là căn nguyên thuộc linh sâu xa của mọi vấn nạn trong thế giới. Vì vậy, khi con người ngày nay giảng dạy một cách thịnh vượng về vật chất, về sức khỏe, thì họ trở nên xấu hổ về tin lành, vinh quang, phước hạnh. Trong bài giảng trên núi của Chúa Christ Jesus dành cho những người tin cậy Chúa, cho dù họ phải trải qua những khó khăn tạm thời trong đời sống trên đất này. Trong thời gian sứ đồ Phaolô bị tù tại Philip, bị đuổi ra khỏi Thessalonica, bị cười nhạo tại Aten, sứ điệp của ông bị người Hy Lạp cho là điên dại, người Do Thái cho là hòn đá vấp phạm,
Sứ đồ Phaolô quả quyết, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu. Trong tất cả những người rao giảng phúc âm, Phaolô hẳn là người bị chống đối, cười nhạo, chê bai, bắt bớ nhiều hơn cả. Bị như vậy thường làm nản lòng thối chí. Nhưng tôi tới Chúa quả quyết, thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Đó là quyền phép của Chúa, quyền phép của tin lành. Phúc âm mà Phaolô rao giảng không đơn thuần bao gồm những giáo lý mà cơ đốc nhân phải nghe theo về quyền phép của bất cứ ai, mà là quyền phép của Đức Chúa Trời. Bất cứ ai được cứu chuộc bởi Chúa Christ Jesus, được kêu gọi sống thánh khiết, đều kinh nghiệm được điều đó. Để đừng có hổ thẹn. Đứng bằng quyền phép để làm thay đổi vô số cuộc đời, biến những con người nhút nhát trở thành mạnh mẽ, chính là Đức Chúa Trời. Bởi sự chết và sự phục sinh của Chúa Christ Jesus mà ân sủng đời đời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra trong lịch sử của cả nhân loại, thì tại sao phải hổ thẹn? Sự nhút nhát là một căn bệnh có thể đe dọa tương lai của Hội Thánh. Vì thế, thay vì bào chữa cho sự nhút nhát của mình, mỗi khi chúng ta cần nhờ cậy Đức Chúa Trời để làm cho đức tin mình càng thêm mạnh mẽ, để rao truyền phúc âm trong một hoàn cảnh, đặc biệt là trong thời kỳ cuối cùng này. Phúc âm được truyền đến cho chúng ta bởi những người có nhiều lỗi lầm và khiếm khuyết. Họ đáng phải bị hổ thẹn vì chính mình. Nhưng Phaolô là một tù nhân, ông đâu có hổ thẹn, bởi vì chịu khổ vì danh Chúa Christ Jesus là một vinh dự. Từ ngữ phó thác có thể hiểu là chức vụ của sứ đồ Phaolô được Đức Chúa Trời trao thác cho, hoặc là phúc âm được phó thác cho. Phúc âm là sự phó thác tốt lành của Đức Chúa Trời cho hết thảy chúng ta, không riêng gì cho Phaolô đâu. Cần phải được trân trọng, giữ gìn và chia sẻ cho tất cả những người nào chúng ta gặp trong cuộc sống của chúng ta. Sứ đồ Phaolô khuyên mục sư Timôthê chớ hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa. Và cũng đừng hổ thẹn về việc thầy của mình là Phaolô đang bị tù. Nhưng hãy nhờ quyền năng của Chúa, hãy sẵn lòng chịu khổ vì phúc âm. Chịu khổ mà đừng có hổ thẹn. Riêng bản thân đó, sứ đồ Phaolô khẳng định mình cũng không hề hổ thẹn về hoàn cảnh tù đày đã chịu. Sứ đồ Phaolô nêu những lý do để khích lệ cá nhân sứ đồ Phaolô và học trò của mình không hổ thẹn khi làm chứng về Chúa, cũng như khi phải chịu khổ vì tin lành. Thứ nhất, vì Chúa đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Ngài cũng kêu gọi chúng ta vào chức vụ rao truyền danh Chúa. Đây là một vinh dự cho con dân Chúa, vì sau khi được cứu, chúng ta được Chúa dùng trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại. Cho nên thay vì hổ thẹn, chúng ta phải tự hào, vinh dự. Thứ hai, đấng chúng ta làm chứng là đấng đã tiêu diệt sự chết, ban tin mừng cho loài người để nhận được sự sống vĩnh cửu. Chúa Christ Jesus đã dạy các môn đệ rằng đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất linh hồn và thân thể trong địa ngục. Khi làm chứng cho Chúa, những kẻ thù nghịch cùng lắm thì cũng chỉ giết hại cái thân thể này, chứ không thể làm hại linh hồn mình được. Sự sống của linh hồn là sự sống vĩnh cửu. Do đó chúng ta cần phải mạnh dạn và lấy làm vinh dự được rao truyền đấng đã tiêu diệt sự chết và ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài. Và thứ ba, Chúa của chúng ta cũng là đấng quyền năng. Ngài đã ủy thác cho chúng ta cái việc rao truyền phúc âm, thì Ngài cũng bảo vệ chân lý của phúc âm đó cho đến ngày phán xét sau cùng. Kẻ thù có thể giam giữ và giết chết sứ đồ Phaolô, nhưng không ai có thể ngăn chặn tin mừng cứu rỗi tiếp tục được rao ra. Và đó là điều chúng ta cần phải tự hào thay vì hổ thẹn. Ngày nay chúng ta cũng đang tiến bước trên con đường rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng bào, cho đồng hương của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta đừng hổ thẹn, không lùi bước trong công tác đầy vinh hạnh đó. Công tác chúng ta đang làm, đóng góp trực tiếp vào
lời tiên tri của Chúa đã phán với chúng ta rằng tin lành này được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Cá nhân tôi đang đóng góp vào việc rao giảng tin lành cho muôn dân trên toàn cầu để tất cả được một cơ hội nghe tin lành, và khi túc số đã đến con số của Chúa ấn định thì Chúa sẽ trở lại và việc tận thế sẽ xảy ra trước mặt chúng ta. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta có tinh thần mạnh mẽ, dạn dĩ, tiến bước trên con đường phục vụ Chúa và có một tâm tình nóng cháy để nói về Chúa, chia sẻ về Chúa những kinh nghiệm mà Chúa đã ban cho chúng ta để cứu những linh hồn đang cần đến sự cứu rỗi của Chúa. Chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa Niềm tin hôm nay. Mong ước được gặp lại quý vị trong lần đến. Amen. Cuộc đời lắm lúc thật bất an, lòng con đây tràn niềm lo lắng, vì lúc đó con chẳng thấy Cha nhân từ, con vẫn sống đời đầy nỗi trôi, lòng suy nghĩ về thế gian, mọi vinh hoa dường như vô nghĩa, và tại thập giá con tìm đến nơi mặt Ngài, chỉ có Chúa Ngài hằng ở Chúa Giêsu, nguyện trọn đời luôn hát sướng không thôi đến bên Ngài, hồn được nghỉ an vì đời từ nay có Giêsu rồi. Chúa luôn bên cạnh Ngài ban thêm sức khi con đớn đau. Trái tim này nguyện thuộc về Giêsu mãi không rời, Chúa thấu hiểu từng nỗi đau, Ngài hằng bên úi an từng ngày. Chúa yêu con nhiều cảm tạ Thiên Chúa, Ngài hằng ở và dòng huyết máu Ngài đã chết thay, và tại thập giá con tìm đến nơi mặt Ngài, chỉ có Chúa Ngài hằng ở bên. Chúa Giêsu, nguyện trọn đời luôn hát sướng không thôi đến bên Ngài, hồn được nghỉ an vì đời từ nay có Giêsu rồi. Chúa luôn bên cạnh Ngài ban thêm sức khi con đớn đau. Trái tim này nguyện thuộc về Giêsu mãi không rời, Chúa thấu hiểu từng nỗi đau, Ngài hằng bên úi an từng ngày. Chúa yêu con nhiều cảm tạ Thiên Chúa, Ngài hằng ở bên. Nương bên Chúa dù sóng gió, và lòng này tin Cha suốt đời, con tin Cha luôn dẫn dắt. Giêsu, nguyện trọn đời luôn hát sướng không thôi đến bên Ngài, hồn được nghỉ an vì đời từ nay có Giêsu rồi. Chúa luôn
cạnh Ngài ban thêm sức khi con đớn đau. Trái tim này nguyện thuộc về Giêsu mãi không rời. Chúa thấu hiểu từng nỗi đau, Ngài hằng bên úi an từng ngày. Chúa yêu con mãi, cảm tạ Thiên Chúa, Ngài hằng ở bên. Lòng tìm đến Cha nhân cứu.